Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, chiều 28 tháng 11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội, thay mặt Bộ Quốc phòng, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thu ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm góp phần hoàn thiện dự thảo luật, đồng thời làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết, đối với quy định về giải thích từ ngữ, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra rà soát, sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, chính xác và chi tiết. Thứ nhất là để giải quyết cái mối quan hệ giữa công nghiệp quốc phòng an ninh với động viên công nghiệp, thế và một số chính sách cho cái công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp này, thì báo cáo với các đồng chí là chúng ta xác định cái đối tượng động viên công nghiệp là các doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang. Nói như đại biểu Chí nói, hay là nói chính xác hơn thì chúng tôi dùng cái là công nghiệp dân sinh, mà công nghiệp dân sinh chủ yếu phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội là chủ yếu. Báo cáo với các đồng chí như vậy, chúng tôi xác định như thế. Cái thứ hai nữa là được chuẩn bị trước từ thời bình và thực hiện ngay từ trong thời bình, thì chúng ta mới có kiểm nghiệm, nếu nó giả sử có tình huống xảy ra thì mới thực hiện được, chứ không phải chỉ có chuẩn bị trong thời bình và phải tổ chức thực hiện ngay thời bình. Cái này thực tế thì cũng đã có rồi, ví dụ như nhà máy cao su Đà Nẵng là chúng tôi đã triển khai cái việc này. Thế rồi là cơ khí xây lắp An Ngãi của Quảng Ngãi này là 237 cơ sở động viên, và nhà máy cơ khí chính xác số 1 là chúng tôi cũng đã làm việc để xác định, để cho các cái nhiệm vụ của các quân chủng, binh chủng mà có những cái tính lưỡng dụng rất cao thì sẽ làm cái việc này. Cái thứ ba nữa là ngoài cái việc bảo đảm mà để sản xuất trong công nghiệp, động viên công nghiệp ấy, thì có thể sửa chữa được, có thể sản xuất được, nhưng sản xuất được những cái mà công nghiệp quốc phòng có thể chuyển giao mà độ mật không cao, có thể lắp lẫn hoặc là đơn lẻ thì nó không thành một cái sản phẩm công nghiệp quốc phòng, thì có thể vận dụng cho động viên công nghiệp được, để báo cáo với các đồng chí như vậy. Cái thứ ba nữa là qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế và trên thế giới ấy, thì báo cáo với các đồng chí khẳng định là cái kết quả này mà làm như này rất là tốt. Các cái cuộc chiến tranh đã xảy ra, và đặc biệt là các cuộc xung đột chiến tranh bây giờ đang có trên thế giới, ở châu Âu, ở Trung Đông, ở các khu vực khác, người ta đều làm cái cách này, các đồng chí. Chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến, và chuyển cái nền kinh tế cũng từ thời bình sang thời chiến, đặc biệt công nghiệp. Lĩnh vực công nghiệp có cả công nghiệp nặng, cả công nghiệp nhẹ, cả công nghiệp mang tính như các ông chí nói là AI bây giờ thì cũng đều chuyển sang thời chiến hết. Các ông chí thấy đa quốc gia đánh lại một nước và một nước đánh lại đa quốc gia, nhưng họ cũng chuẩn bị vũ khí, sự giúp đỡ của các nước hầu như không có, nhưng vẫn đủ sức để thực hiện cái ý định của mình, để báo cáo với các đồng chí như vậy. Nhưng mà để làm được điều này thì cần phải có các quy định, các chính sách, và đối với động viên công nghiệp để chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời bình. Cho nên là khi xây dựng các cơ sở công nghiệp thì cũng phải có trách nhiệm tham gia của Bộ Quốc phòng, của Bộ Công an, của Chính phủ, để cho cái doanh nghiệp này có thể lưỡng dụng ở lĩnh vực nào, thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Luật thì cũng đề ra chính sách mở rộng đối tượng, phạm vi, quy định điều kiện, phương thức, cơ chế để động viên, quy định việc tham gia là trách nhiệm nghĩa vụ của doanh nghiệp dân sinh đối với nhiệm vụ quốc phòng, đặc biệt khi đất nước có tình huống, hay là nói cái khác là có chiến tranh, có xung đột, mà cần phải có cái sự động viên để tăng lên sức người, sức của, tăng lên cái khả năng tự bảo đảm, tự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình, thì phải có các cái chính sách ưu đãi. Ở đây các đồng chí nói là cũng có ý kiến là, thì là chúng tôi dùng cái từ là giảm tiền thuế đất chẳng hạn, thì cũng có cái nhà máy xí nghiệp chúng tôi chỉ động viên một phần dây chuyền thôi, chứ không phải toàn bộ nhà máy. Mà nếu lại giảm đi cả nhà máy thì nó cũng khó, thì cái này chúng tôi sẽ tiếp thu nghiên cứu, nhưng mà tôi thấy như thế. Thế và báo cáo với các đồng chí là chúng ta cũng hiện nay thì công nghiệp quốc phòng, ý kiến các đồng chí là phải, đất nước của chúng ta là đất nước làm giàu từ biển, thì công nghiệp quốc phòng không phải chỉ có lục địa. Chúng tôi cũng sản xuất tất cả các loại vũ khí trang bị bảo đảm cho bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ví dụ chúng ta đóng tàu cho cả thế giới, tàu chiến đấu hẳn hoi, chứ không phải chỉ có mỗi cái tàu đánh cá đâu các ông ạ. Báo cáo với các ông như thế.
Thế và các dây chuyền sản xuất, kể cả sản xuất các loại vũ khí chiến lược bắn ở các cự ly khác nhau, các loại mục tiêu khác nhau, không chỉ trên đất liền, không chỉ trên không và cả trên mặt nước nữa. Báo cáo với các đồng chí như vậy. Hôm nay thì không có thời gian, và hơn nữa là tôi cũng không được phép nói sâu hơn để chúng ta hiểu về cái nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng. Làm những cái gì, bắn ở đâu, bắn ra làm sao, thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Cái ý thứ hai tôi muốn báo cáo với Quốc hội và các vị đại biểu là cơ chế chính sách đặc thù của công nghiệp quốc phòng. Các đồng chí nói rất nhiều, tôi xin rất cảm ơn các đồng chí, bởi vì nói ra thì là phải nói là thiên cơ phải bất khả lộ. Đấy, để báo cáo với các đồng chí như vậy. Thế nên bây giờ mà đưa ra hết thì thôi thì cũng không thể nói được. Thế nhưng mà thứ nhất là chính sách hoạt động khoa học công nghệ, các đồng chí. Tôi xin báo cáo với các đồng chí, nếu bây giờ chúng ta có rất nhiều cái luật, ví dụ như là luật khoa học công nghệ, luật sở hữu trí tuệ, luật công nghệ cao, luật đấu thầu, mà đưa vào cái này thì rất khó. Thời gian vừa qua chúng tôi thực hiện rất là khó. Cái này vướng cái kia. Và các cái sản phẩm mà chúng tôi nghiên cứu khoa học công nghệ thì còn lại chỉ là kết quả bắn trúng mục tiêu. Kết quả là phá hủy được mục tiêu. Kết quả là làm chủ được chiến trường. Thì những cái đấy nó không có cái cơ sở để mà nghiệm thu sau cái thử nghiệm, các ông chị. Thế nên nó phải có tính riêng của nó. Thì báo cáo các ông chí mà bắn quả đạn nó phải trúng mục tiêu, nó phải nổ, nó phải phá sát thương vài trăm mét hoặc vài chục mét theo cái từng tính năng của các loại quả đạn. Quả lựu đạn thôi cũng vài chục mét. Thì báo cáo với các ông chí những cái này sau khi nó nổ thì không thể thu lại được cái sản phẩm đấy. Thế nên nó phải có cái tính riêng của nó, thì rất mong cái này để các ông chí hiểu cho. Chứ còn viết rạch ròi tôi đề nghị là cũng phải giao cho chính phủ, sau đó là có cái nghị định cụ thể. Cái thứ hai nữa là về chính sách thu hút, thì báo cáo với các ông chí là các ông chí nói rất nhiều đến trọng dụng nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài. Bây giờ chúng ta đang có cái nhiệm vụ là trọng dụng nhân tài, rồi thu hút nhân tài. Và hiện nay các chế độ chính sách tuyển dụng đào tạo mà như đại biểu các đồng chí nêu, thì đối với quân nhân chuyên nghiệp rồi sĩ quan chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực này thì đúng là nó cũng còn có những cái khó khăn nhất định, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng. Nhưng báo cáo với các đồng chí về TEN ấy là cũng có phải có một cái nghị định riêng của chính phủ thì mới thu hút được các cái nguồn lực, thì chúng ta mới có được cái con người và có cái tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội như hiện nay. Báo cáo với các đồng chí như vậy, chắc cũng có nhiều đồng chí đã được đến thăm, được nghe và được biết, thì tôi cũng xin chia sẻ với cái chỗ trọng dụng nhân tài thì như vậy. Cho nên là phải có như là chính sách lương, thưởng, nhà ở, rồi là thẩm quyền để giao cái nhiệm vụ khoa học, rồi khen thưởng, ghi nhận, phong tặng các cái chức danh khoa học, rồi các cái chính sách hậu phương quân đội. Tên lửa hoặc là một loại vũ khí gì thì sẵn sàng nó có thể nổ không đúng, không... Dù có đúng quy trình mấy đi chăng nữa nhưng nó cũng nổ bất kỳ kể cả khi chưa rời khỏi nòng súng, chưa rời khỏi bệ phóng. Báo cáo cái này không thể, mình không thể nói là tôi làm đúng mà tại sao nó lại nổ ngay trên bệ phóng được. Báo cáo các ông chí thế. Và vũ khí trang bị có những thứ là thử một chục lần, có khi hàng vài chục lần mà có khi phải thay đổi cả quy trình công nghệ. Thực tế chúng tôi đã có, báo cáo với các ông chí như thế. Thế cho nên là rất mong cái chỗ này là để chính sách trọng dụng nhân tài thì có cái tính riêng. Chứ còn bây giờ nếu đúng quy trình, không đúng quy trình thì báo cáo các ông chí, khoa học công nghệ mà không đúng quy trình thì vứt, không còn cái gì. Thứ ba là các ông chí nói nhiều về bảo đảm chính sách nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng. Hiện nay ngân sách nhà nước là chủ đạo và cũng đã và đang và sẽ mãi mãi vẫn sẽ phải như thế các ông chí. Huy động nguồn lực của ngoài xã hội không được bao nhiêu đâu, bởi vì cũng tốn kém lắm. Tôi nói thật với các ông chí là nhiều lúc cũng phải nghiến răng chịu đựng, chứ nếu không thì một cuộc diễn tập cũng đã tốn rất nhiều tiền. Các ông chí diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện là cũng đều phải súng đạn hết cả. Đấy, nhưng một viên đạn không thể có viên đạn vài chục nghìn, báo cáo với các ông chí như thế. Thế cho nên nó cũng tốn kém, và đây nó cũng tính bảo mật rất cao. Chúng ta nếu chỉ ghi nội dung chi cho nhiệm vụ mà lộ ra thì coi như cũng thiên cơ, cũng thất bại. Mà cái việc 3 năm nuôi quân giết giặc 1 giờ, sử dụng 1 giờ thì báo cáo với các ông chí rất cần cái bí mật này. Bí mật thắng 50% rồi.
thì báo cáo với các đồng chí là tôi xin báo cáo cái nội dung thứ ba là về nguồn ngân sách thì như vậy. Cho nên là ngân sách nhà nước là chủ đạo, trên cơ sở phát huy cái nguồn ngân sách mà trong cái luật chúng tôi ghi có 5-6 loại để huy động tất cả sức người, sức của, tất cả cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc toàn vẹn lãnh thổ thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Ngoài ra thì còn có các chính sách đặc thù khác như chính sách về đầu tư, chính sách cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh, quy hoạch xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh cũng được nghiên cứu xây dựng để đề xuất trong dự thảo luật nhằm khắc phục những điểm bất cập. Để chúng tôi cũng có cái quy hoạch đất quốc phòng đối với tất cả các tỉnh, các huyện thì các đồng chí cũng đã nắm hết cả. Thế và cái đất quy hoạch đó thì chúng tôi làm những nhiệm vụ gì tôi sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định chúng tôi sử dụng. Thì báo cáo với các đồng chí như vậy, tôi sẽ tiếp thu cái nội dung là giao cho riêng cho Bộ Quốc phòng hay là Bộ Công an không thì chúng tôi cũng phải bàn, bởi vì Bộ Công an cũng đã triển khai, Bộ Quốc phòng cũng đã triển khai. Chúng ta nâng từ pháp lệnh động viên công nghiệp năm 2003 và pháp lệnh công nghiệp quốc phòng năm 2008 lên thành luật, cho nên kế thừa những cái đã có, những cái thấy nó còn hiệu quả, nó còn phù hợp thì chúng tôi xin tiếp thu, đặc biệt là ý kiến của các đại biểu quốc hội hôm nay. Ngoài những cái nội dung chúng tôi đã báo cáo tiếp thu giải trình gửi đến các vị đại biểu và ý kiến phát biểu các vị đại biểu hôm nay, tôi xin được tiếp thu để cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật và mong được sự ủng hộ các chính sách đặc thù đã được đề xuất để góp phần tạo cái hành lang pháp lý cho phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp. Tôi xin cảm ơn Quốc hội.